Sau cú đấm trời giáng của hình dạng Monster Form, Kiss đã chính thức chiến thắng vòng chơi đầu tiên của Desire Grid trong series. Anh lại một lần nữa có điều ước, và điều ước lần này của anh không nhằm vào mục đích của bản thân. Chẳng còn gì khi đã trở thành Star of Star of Star. Điều ước của anh là gì mà khiến cho cả Sumuri cũng như tên Game Master cũng hết sức ngạc nhiên? Đó là cùng Zirori, quản gia của trò chơi, và Sumuri, người dẫn chương trình, trở thành một gia đình. Đó chỉ đơn thuần là bước đầu của anh để tìm hiểu thân phận của hai người và biết được những kẻ đứng đằng sau của trò chơi Desire Grid. Kế hoạch của Ace cũng dần bị tên Game Master Zirori nhận ra. Hắn ta cũng cử một rider khác là Punjak sử dụng tất cả những trò hèn hạ có thể nhằm hạ bệ Kiss, từ việc giả vờ đau bụng trong trò chơi đôi để Kiss bị hội đồng bởi đám Yamato, cho tới việc sửa lại tất cả những mật mã của Yamato nhằm mục đích để Kiss thất bại trong trò chơi giải mã câu đố thoát khỏi mê cung. Với tài năng cũng như sự nhạy bén của mình, Ace đã dễ dàng vượt qua tất cả. Nhưng không phải chỉ có tên Game Master là lộ diện cũng như hoạt động trong vòng chơi này. Một nhân vật mới, ông chủ vườn ươm, cũng được giới thiệu. Ông ta là kẻ đã nuôi cấy Yamato và có mối quan hệ mật thiết với Desire Grid cũng như Game Master, chứ không phải là một thế lực từ ngoài hành tinh như ban đầu Desire Grid giới thiệu. Ông ta cũng đã nâng cấp Yamato của mình với chiếc thắt lưng Design Driver và chiếc bất cầu đặc biệt với sức mạnh của Yamato, biến bọn chúng trở thành những kẻ thù khó nhằn của những Rider mang tên Yamato Rider, những kẻ có khả năng tái tạo và mọc ra thực vật từ trên toàn bộ cơ thể của mình, cũng như sẽ trỗi dậy bằng những tên Yamato khác khi chúng chiếm giữ những Design Driver khi Rider đánh bại những tên Yamato Rider trước. Sự bất cập này cũng làm Game Master Zirori không thể nào đứng yên. Ông ta trao cho tất cả mọi người vật phẩm nâng cấp mạnh nhất lúc đó, Fever Buckle, chiếc bất cầu vàng kim với những vì sao tinh tú lấp lánh trên đó, sức mạnh ngàn sao, còn vượt trội hơn so với cả Monster Firm cùng với chiếc cân gạt sẽ đưa họ đến sức mạnh may mắn nào đó. Không làm mọi người thất vọng, Kiss mặc dù cũng bị dàn xếp để không có được Fever Buckle, nhưng với khả năng của mình, anh đã đánh bại được tên Yamato và có được chiếc buckle quý giá này. Kết hợp cùng với Boost, thứ vũ khí không thể nào sử dụng, do nếu sử dụng anh sẽ mất đi sức mạnh còn lại này của mình. Trong tình thế ngặt nghèo, phải kết hợp nó cùng với chiếc Fever, và thần may mắn đã gọi tên anh đã chuyển hóa được thành sức mạnh tối thượng của Fever Buckle có thể mang lại, Fever Boost, hay đơn giản hơn là Boost ở cả hai nửa trên và nửa dưới của cơ thể. Toàn bộ cơ thể của anh chỉ đơn thuần giống với tên gọi là Boost ở trên và Boost ở dưới. Nó chỉ khác biệt là phần khăn tròn cổ của anh đã có thêm một phần khăn tròn cổ màu vàng trùm lên phần khăn cổ màu trắng cam của anh. Ở trạng thái này, Kiss như một cỗ máy chiến đấu được tăng cường tốc độ cực kỳ linh hoạt. Toàn bộ những ống xả của anh được hoạt động liên tục để tạo nên lực đẩy. Từng cú đánh của anh được gia tăng đáng kể. Một cú đánh được tăng cường phản lực có khả năng phá hủy được đòn tấn công Dark Strike của tên Yamato. Ngoài việc tận dụng để gia tăng lực đá và lực đấm như hình dạng Boost cơ bản, anh cũng có thể xoay chuyển những ống bô nhằm tạo ra những cú trượt dài, né tránh tất cả những đòn tấn công của kẻ thù. Anh còn tận dụng cực tốt việc sử dụng cả 4 ống xả một lượt, tập trung tất cả những ống xả từ tay và chân của mình để ra một cú Rider Kick cực mạnh. Đây không phải là đòn Rider Kick mà chỉ là cú kick do anh tự sáng tạo ra bằng cách sử dụng 4 ống xả cùng một lượt mà thôi. Tất nhiên, đã nhắc tới Boost, chúng ta phải nhắc tới con cáo chuyển hóa thành chiếc xe của anh. Anh tận dụng khả năng lái điêu luyện của mình. Dù đoạn phim này cũng không có quá nhiều điều đặc sắc, nhưng thực chất nó lại ẩn chứa một khả năng cực kỳ bá đạo từ Kiss. Anh có khả năng lái xe trong phạm vi cực hẹp. Mặc dù đây là một chiếc xe máy được gắn những chiếc động cơ phản lực vào người, nhưng anh vẫn có thể điều khiển nó một cách cực kỳ thành thục. Ngoài việc lái xe cực kỳ điêu luyện trong phạm vi không gian kính, anh còn tận dụng tăng cường lực đẩy và sử dụng chiếc xe từ Boost trên mọi mặt phẳng để di chuyển. Đòn tất sát gọi tên Golden Fever Victory, anh chuyển hóa chiếc xe của mình thành một vũ khí cầm tay giống một chiếc lưỡi cưa, dán hàng loạt đòn tấn công, sau đó ném thẳng chiếc xe máy Boost vào mặt của tên Yamato Rider, tạo ra một vụ nổ cực lớn và tiêu diệt hắn.